Hello các bác, hôm nay là bắt gặp tổ ong khói khá to các bác à. May quá là tổ ong này nó làm ở gần đất nên cũng khá là dễ lấy các bác à. Bộ mặt nó to hơn cả em nữa các bác. Trước tiên thì em sẽ sử dụng khói để em phà những con ong nó bay bớt đi nha mọi người. Sau đó cái tổ ong nó sẽ dần hiện cái bộ mặt của mọi người à. Thì lượng ong mật của tổ ong này khá là nhiều nha. Mọi người có thể nhìn thấy cái phía trên vàng vàng là khu vực mặt khá là nhiều đấy. Sau khi phà khói xong thì em sẽ sử dụng một dao nhỏ để em lấy những bộ mặt nha mọi người. Thì những tổ ong khói thường thì một phần là mật ong và phần lớn là phấn hoa mọi người. Thì tổ ong này nó làm ở trong một cái thân cây khá là dễ lấy mọi người ha. Sau một hồi lấy thì cái tổ ong cũng đã lấy được một nửa phần rồi mọi người. Thì không biết mọi người ở đây có thể đoán được em lấy được khoảng bao nhiêu lít mật ở trong đây không? Theo em nghĩ thì có thể hơn được khoảng 3-4 lít mọi người. Thường em lấy mật ong đất thì nó sẽ không nhiều bằng mật ong khói. Và sau khoảng hơn mười mấy 20 phút thì cuối cùng cái tổ ong đã lấy được hết rồi mọi người. Thành quả là được gần một số mật. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip.